Thu Nga xin trân trọng kính chào các anh chị, các bạn. Bước vào đây thì nhìn qua nhìn lại thì chúng ta đều quen nhau hết. Thành phố San Jose rất là nhỏ. Nga nghĩ rằng là mình có rất là nhiều phước khi mà mình được biết một người thân, quen và đặc biệt là những người anh, những người chị trong cộng đồng của chúng ta. Chúng ta ai cũng có một gia đình, nhưng mà bên cạnh đó thì người nào cũng có một gia đình tâm linh. Với anh Cao thì Thu Nga rất là thương, cũng như nhóm Tuệ Đăng rất là thương anh. Anh cũng không phân biệt là ai hát dở, ai hát hay, miễn sao là hát đúng nhịp là anh vui rồi. Là nhạc sĩ mà. Lần khi mà anh Cao bệnh cũng không gần đây, đi vô ra nhà thương nhiều lần. Lúc đó thì nhóm Tuệ Đăng có chương trình ở tu viện Vô U. Thì Châu Lý mới nói thôi anh ơi, anh ráng đi, đi ra ngoài cho khoe quả, đi đến để nghe để nghe nhóm Tuệ Đăng hát những bài thiền ca cho thanh thản. Và Châu Lý cùng anh đã đến, Châu Lý cũng có tiếng hát của mình đến cho tu viện. Lần cuối cùng mà tôi nghe hát với anh Cao và hai anh em tập hát với Châu Lý là bài hát Ngẫu Nhiên. Ngẫu Nhiên. Và một bài hát nữa là Woman in Love. Nga có nói rằng là Nga sẽ hát cho anh và hai anh em sẽ tập tiếp, nhưng mà rồi anh em mình không có cơ hội để tập. Bài hát đó Nga muốn hát là vì Nga muốn tặng cho Châu Lý. Woman in Love. You always love him. Wherever he is, will be. Ở đây thì Nga biết là tất cả mọi người đều thương anh Cao và Châu Lý. Mẹ tôi nghe hay nói rằng là hồn chết để lại da, người ta chết để lại tiếng. Cho nên con, các con cố gắng sống làm sao tử tế với mọi người. Khi con nằm xuống thì ai cũng đều mến. Đó là anh Cao Trầm ngày hôm nay. Cảm ơn anh đến với các em. Anh bây giờ ngủ rất là ngon rồi. Trong lý thì để lại cho tất cả mọi người đều thương mến, thương yêu em nhé. Em nói rằng là chị ơi, không biết là từ nay trở đi thì em sống như thế nào. Chị nói rằng là anh Cao luôn lúc nào cũng muốn em sống vui, sống khỏe. Và anh biết rằng là em luôn luôn thương anh. Chúng ta có nhau, chúng ta quý nhau cái tình ngày hôm nay nha quý vị nha. Xin cảm ơn mọi người. Cảm ơn Thu Nga. Và người kế tiếp chúng tôi xin được mời Châu Dũng. The next person we would like to invite is Châu Dũng, who has been diligently taking pictures. But now he would like to have a few words.